Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil, nhất trí nâng cấp quan hệ song phương. Ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến công tác Brazil, tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong dịp hai nước kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 8 tháng 5 năm 1989, ngày 8 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời hỏi thăm của Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Tổng thống và các lãnh đạo cấp cao của Brazil. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu và tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của mình, Brazil sẽ tổ chức thành công sự kiện quan trọng lần này. Thủ tướng đánh giá cao việc chương trình nghị sự của hội nghị năm nay tập trung thảo luận về xóa đói nghèo, phát triển bền vững và cải cách quản trị toàn cầu, những vấn đề quan tâm chung của các nước đang phát triển. Chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Lula da Silva cho biết với vai trò chủ nhà, Brazil đề cao và thúc đẩy các sáng kiến mang tính đột phá, giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có thành lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo và cải cách quản trị toàn cầu. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và tham gia tích cực các sáng kiến này. Tổng thống tin tưởng với đường lối đối ngoại tích cực, chủ động, tầm nhìn, kinh nghiệm phát triển của một quốc gia tầm trung có trách nhiệm trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa quốc tế, Thủ tướng Chính phủ và đoàn Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào thành công của hội nghị, vừa đề cao vị thế của Việt Nam tại G20, vừa thể hiện vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở phát huy những lợi thế của Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh và kinh nghiệm. Về quan hệ song phương, nhìn lại chặng đường 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ khẳng định quan hệ Việt Nam-Brazil đến nay hội tụ 5 điểm tương đồng, bổ sung chủ đạo, bao gồm có lý tưởng tương đồng, tin cậy, có văn hóa bản sắc gần gũi, có nền kinh tế bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, có tình cảm ấm áp, chân thành, có chung khát vọng hòa bình, vươn lên mạnh mẽ. Thủ tướng Chính phủ đánh giá trên cơ sở những điểm tương đồng đó, quan hệ Việt Nam-Brazil thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kinh tế thương mại tăng trưởng bền vững, đồng thời, hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Bày tỏ thống nhất với những đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Lula da Silva nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới, bao gồm tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt ở cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết. Tổng thống Lula da Silva cũng ghi nhận tích cực các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, cũng như sớm khởi động đàm phán một hiệp định thương mại tự do với khối thị trường Trung Nam Mỹ (Mercosur) trong năm 2025 nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào công cuộc phát triển của mỗi nước. Với một tầm nhìn chung mang tính chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, nhân dịp này hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brazil lên đối tác chiến lược và ra tuyên bố chung Việt Nam-Brazil về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với các nguyên tắc và định hướng lớn. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chỉ đạo lãnh đạo hai bộ ngoại giao sớm triển khai xây dựng và hoàn tất trong thời gian sớm nhất các nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ song phương tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới, bao gồm tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt ở cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính gồm Hiệp định Hợp tác Giáo dục, Kế hoạch Hành động triển khai mua hợp tác về nông nghiệp và Kế hoạch Hoạt động triển khai hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa hai Học viện Ngoại giao. Phối hợp sớm tổ chức phiên họp lần 3 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Brazil về Hợp tác Kinh tế và Thương mại, phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về Khoa học và Công nghệ và phiên họp lần thứ 9 Cơ chế Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đào tạo tài năng bóng đá trẻ, đồng thời thúc đẩy mở rộng khả năng hợp tác trong các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của hai bên như công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, nhiên liệu sinh học, bảo vệ môi trường, ứng phó chống biến đổi khí hậu.
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng an ninh và nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo sĩ quan. Công nghiệp quốc phòng và thương mại quốc phòng, hậu cần, quân y, gìn giữ hòa bình trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký tháng 9 năm 2023, thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao Brazil sẽ có đoàn tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 năm 2024, trong đó có tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer, tin tưởng sự hiện diện của phía Brazil sẽ góp phần tích cực cho thành công của sự kiện rất quan trọng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các vấn đề quản trị toàn cầu, cải tổ Liên Hợp Quốc, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm các bất đồng, tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Trên tinh thần đó, Tổng thống Lula trân trọng mời Thủ tướng tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 và Hội nghị các nhà lãnh đạo các nước theo định dạng BRICS năm 2025 tại Brazil. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống Brazil thăm lại Việt Nam vào năm 2025 và Tổng thống Lula da Silva đã vui vẻ nhận lời.